Đơn giản lắm, đàn ông luôn luôn đúng, đàn bà luôn luôn sai. Nghĩa là sao anh? Đàn ông luôn luôn đúng là đi làm về đúng giờ, tới tháng đưa đúng lương, like Facebook đúng người, vợ bảo ngồi đâu á là phải ngồi đúng chỗ đó. Còn đàn bà luôn luôn sai á là sai đàn ông đi chợ nè, sai đàn ông nấu nướng nè, sai giặt giũ, sai trông con, sai lau dọn nhà. Khi phụ nữ đi shopping á thì sai đàn ông theo, xách đồ, trả tiền. Là như nào? Đúng gì? Là đâu luôn đúng à? Ừ. Phụ nữ luôn sai à? Ừ. Thế là đâu luôn đúng cái gì? Phải đúng giờ này. Đúng thời điểm. Đàn ông phải đúng tất cả. Em nghĩ là đàn ông là phải cái gì cũng phải đúng. Đây là đi làm mà phải làm việc thì phải đúng hạn, đọc báo cáo đúng hạn. Nó làm chưa? Giống Kha. Nó làm chưa? Giống Kha. Like Facebook đúng người. Theo quan điểm của cá nhân tôi thì tôi thấy là đàn ông phải thực hiện một số cái đúng, đó là nộp lương đúng này, về đúng giờ này, đón con về đúng giờ. Một. Nộp lương đúng hạn, yêu thương vợ con nhất. Tặng quà đúng ý. Quà gì? Quà gì cũng được, đúng ý là được. Đàn ông thì không cần đúng nhiều thứ, nhưng chỉ cần thứ nhất là lấy đúng vợ, thứ hai là làm theo đúng tất cả những gì vợ nói. Đúng điểm ạ. Đàn ông lương được đủ, ngủ tại nhà đấy. Em chỉ cần nói không được cái máy vào đây nhá. Đàn ông luôn luôn đúng. Ví dụ như là nộp tiền đúng hạn này, nhưng mà chồng tôi chả bao giờ nộp tiền đúng hạn cả, tại vì là gia đình nhà tôi khó khăn nên là có đồng nào tiết đồng đấy, nên là chả bao giờ thấy có tiền đúng hạn cả. Ngủ đúng giờ này đấy, còn yêu thương vợ là đúng mực này đấy.